Theo hãng tin Reuters, đêm ngày 23 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas đã trả tự do cho hai con tin là bà Nurit Cooper, 79 tuổi, và Yuchevev Lipsit, 85 tuổi. Ông Abu Ubaida, người phát ngôn cánh vũ trang của nhóm Hamas, tuyên bố, Chúng tôi quyết định thả họ vì lý do nhân đạo và sức khỏe kém. Ngoài ra, phía Hamas cũng nhấn mạnh động thái thả con tin nhằm đáp lại sự hòa giải của Qatar và Ai Cập. Bà Cooper và bà Lipsitz đều là những con tin bị nhóm Hamas bắt cóc khỏi nhà ở Kibbutz Ne'or, gần biên giới giữa Israel và giải Gaza. Trong cuộc tấn công của lực lượng này vào lãnh thổ Israel hôm ngày 7 tháng 10, cả hai ông chồng vẫn còn nằm trong tay Hamas. Sau khi được thả tự do, hai con tin cao tuổi đã được bàn giao cho quân đội Israel và đưa đến một cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Lipsitz cho biết bản thân đã bị một vài binh sĩ đánh đập trên đường từ Israel về giải Gaza. Tuy nhiên, sau đó bà đã được bác sĩ của Hamas chăm sóc nhẹ nhàng và đáp ứng mọi nhu cầu trong suốt hai tuần bị giam giữ. Vụ phóng thích bà Cooper và bà Lipsitz là lần thứ hai lực lượng Hamas thả con tin bắt được hôm ngày 7 tháng 10, nâng tổng số người đã được thả lên 4 người. Theo số liệu của Tel Aviv, Hamas còn nắm trong tay 220 con tin, hầu hết là người Israel.